Em Hiếu xe đạp Nhật Bản xin kính chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trong ngày hôm nay của em các bạn ơi. Hôm nay ngày 13 tháng 9 nha các bạn. Đó thì sáng em quay mấy chiếc xe đạp Nhật á, thì tối nay nè em còn sót lại một cái sườn nè các bạn, một cái sườn Miyata của nội địa Nhật nha, nguyên zin nha các bạn, dành cho những bạn nào đi về ráp xe chạy nha các bạn. Sườn này sườn nhôm đó, thì báo các bạn là sườn này sườn nhôm xài dắt co nha các bạn, cái sườn rất là giá trị nha. Rồi bây giờ em vào chi tiết luôn. Đó, đây. Sườn này xài dắt co nha các bạn. Đó, một chiếc sườn không mối hàng luôn nè. Đẹp lắm các bạn ơi. Hồi bữa em quay hai cái sườn đó. Thì một cái em bán rồi. Thì cái này thì bữa anh kia anh hỏi. Xong rồi anh hỏi anh nội chốt xong rồi cái em gọi điện thoại lại không bắt máy. Rồi bây giờ em bán luôn nha các bạn. Đó, ai cọc trước thì em bán trước nha. Đây. Cái sườn này đi với một cái cặp kiếm là có phuộc nha các bạn. Nhưng mà cái phuộc này về các bạn làm lại nha. Đó, bạn coi cái tia phuộc đó đẹp. Thương hiệu Miyata. À, đây, có cái logo nè. Cho bạn em quay các bạn coi từ từ nha. Đó. Viên nha các bạn, không chạy xước nha, nó hơi đốm đốm nhẹ đây thôi, không sao. Nó xài dắt co nè, cái kia kiếm sau thì có cái chốt nè, đây xài M nha các bạn, một chiếc sườn thương hiệu Miyata nè các bạn coi nha, cái sườn rất là đẹp nha các bạn, về các bạn ráp xe nha, giá rất rẻ luôn, sườn nhôm đó, các bạn nghe tiếng không? Rồi thì cái size sườn này là 4254. Rồi em bán 2,5 triệu bao ship nha các bạn. Rồi. Các bạn nhanh tay đi em bớt 1-200 uống cà phê nha. Đó, chỉ có 2,5 triệu có sườn nhôm mà các bạn. Các bạn về mua cặp bánh với ghi rong công tăng ráp vô với yên nữa. Rồi, thêm tầm 1,5 triệu nữa các bạn có nguyên một chiếc xe nhôm chạy luôn nha. Đó, rất là rẻ các bạn. Đây cái sườn nè. Cho các bạn coi những cái con ốc của nó. Đây, rất là đẹp luôn. Đó. Đây. Rồi, hồi bữa anh kia nói chốt với em á mà cuối cùng chắc anh không chốt hay sao á, em gọi anh không bắt máy nữa. Cả tuần rồi các bạn ơi. Mà anh không cọc gì hết. Thì hôm nay em quay lại nè. Các bạn nào mà mua thì cọc cho em bán cho các bạn luôn nha. Có 2,5 triệu rồi các bạn. Giá quá rẻ luôn. 2,5 triệu một cái sườn full nhôm luôn các bạn. Đây, các bạn coi trong những ngóc ngách ở dưới của cái sườn nè. Còn rất là đẹp luôn. Đây cây cốt của nó. Đó. Xài giác co hết luôn các bạn ơi. Đây. Toàn bộ giác co hết nha. Đó. Nước sơn của nó óng ánh luôn các bạn. Đó, rất đẹp nha. Rồi em quay qua mặt bên đây quay cho các bạn coi. Đó, đây. Chiếc sườn thiên hiệu Miyata. Đây các bạn coi cái chắn cổ của nó nè. Những cái đằng chắn cổ còn rất mới các bạn. Cái sườn này là màu xanh camay nha các bạn. Màu xanh này các bạn nhìn hơi đậm nha. Rồi rồi mà các bạn đi ra nắng á là nó biến thành màu xanh ngọc luôn các bạn ơi. Nhờ nước sơn của nội địa Nhật rất là đẹp các bạn. Đây có cái chốt nè. Cái chốt này em không biết để làm gì nha. Đó, nó xài toàn bộ giác co hết rồi. Đó, em quay kỹ cho các bạn coi nó lại. Đây, thì ở đây có một cái chỗ này nó chạy đây xíu. Đó, nhưng mà tổng thể với cái sườn này rất là đẹp luôn các bạn. Nó chạy chỗ nào em quay cho các bạn coi nha. Bạn coi cái cốt phuộc của nó. Rất là đẹp luôn. Các bạn mua về ráp xe nè, chạy rất là tiết kiệm nha các bạn, tiết kiệm hơn các bạn mua một chiếc luôn. Bạn nhanh tay nha. Nhanh tay đi em bớt 1-200 uống cà phê nha các bạn. Đó, rất đẹp nha. Rồi em thông báo lại là cái sườn này có size là 42-54 nha các bạn.
phù hợp cho các bạn nào cao từ 1m6 nha các bạn ơi. Rồi bạn nào chốt thì alo cho em Hiếu số điện thoại 0975158377. Gặp em Hiếu nha. Em Hiếu ship tận nhà cho các bạn luôn. Rồi, cái sườn này 2,5 triệu bao ship nha các bạn. Rồi, trước khi kết thúc video thì em Hiếu cũng xin chúc các bạn có một ngày thật là có nhiều sức khỏe nha các bạn và vui vẻ bên gia đình nha. Rồi, hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Em xin chào tạm biệt.